Văn Hiền xin gửi lời chào tới quý cô chú, quý anh chị thân thương. Kính thưa quý cô chú, quý anh chị, hôm nay Văn Hiền đồng hành cùng anh Ngô Ân đang đến với hoàn cảnh của gia đình chị Huyền tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng. Hoàn cảnh của gia đình chị như sau: chị và người chồng thì có 5 người con. Tuy nhiên thì người chồng trong lúc đi làm thì bị tai nạn và hiện tại thì đang rất là gặp khó khăn trong công việc đi lại. Còn chị thì không may bị đột quỵ và vừa mới mất, để lại 5 người con. Sau đây thì Văn Hiện xin mời quý cô chú, quý anh chị sẽ cùng theo chân hai anh em để cùng đi vào thăm hỏi hoàn cảnh gia đình của chị và cùng trao một món quà nho nhỏ động viên cho gia đình của chị ạ. Xin mời quý cô chú, anh chị theo chân hai anh em nhé. Đây là đường đi vào nhà chị. Hai bên đường thì là những vườn cao su và khu này thì cũng rất là ít nhà quý vị nhé. Còn đây là ngôi nhà của chị. Mọi người sẽ cùng đi vào nhé. Cô bún cơm trưa đó mà cô buồn quá con ơi. Dạ, yên nhìn con. Xin chào anh ạ. Chào bác. Dạ. Chào nha. Con nghe trên thông tin trên báo đài á. Mà thấy con ngồi. Mình mới gặp cái chuyện buồn, vì vậy là con đi công tác qua đây để con cũng ghé con chia sẻ với gia đình mình chút xíu. Dạ. Cảm ơn hai cậu. Dạ. Yeah. Hai con cứ tự nhiên mang giày vô lớp nhang cho. Dạ, cho con xin phép thắp nhang cho chị ạ. Bác là bà ngoại đúng không? Là mẹ của chị Huyền đúng không? Dạ, bác có một đứa con nữa. À. Khóc. Dạ. Rồi chị Huyền mất là mới hình như mới trong hôm qua hả bác hả? Dạ, trong sáng qua 8 giờ. Sáng qua 8 giờ. Dạ. Mất trưa bữa trưa thứ tư. À. 11 giờ trưa. Dạ. À, kính thưa tất cả quý vị, trước mắt quý vị là mẹ ruột của chị Huyền và ông xã của chị Huyền. Dạ. Thì mẹ thì cũng mẹ chị Huyền thì cũng bị sốt bại liệt, thì cái bị ở tay đúng không bác? Tay chân cũng, luôn. Tay với chân thì cũng bị teo, bị nói chung là có cái tật, có tật. Vì vậy lao động hay làm việc thì cũng rất là khó khăn. Còn anh đây anh tên gì ạ? Anh tên Lê Văn Tú. Anh Lê Văn Tú là ông xã của chị Huyền. Thì em nghe nói hình như là anh cũng bị tai nạn rồi. Bị tai nạn, bị chấn thương cái đốt sống D12. Bây giờ nó bị liệt hai cái giò. Liệt hai cái giò, vậy là anh phải ngồi tại chỗ. Dạ. Đi lại khó khăn. Đi lại thì di chuyển qua, nhìn hai cái ghế xong di chuyển qua xe lăn.
Nói chung là cũng chỉ đi ra đi vô trong nhà thôi chứ cũng không có làm được cái gì anh ha. Dạ. Dạ. Rồi anh bị lâu chưa anh? Dạ, bị bữa nay gần một năm rồi. À, gần một năm. Dạ. Giờ rồi. Bị tháng 7 năm 2019. Dạ. Dạ, anh đi làm công việc gì mà anh làm? Gặp? Làm bên điện dân dụng, bên tư nhân. À. Thì rồi nó bị anh bị như thế nào? Là bị ngồi trên cao nó chóng mặt, nó say sẩm, nó bị tụt huyết áp, xong nó chóng mặt, nó tối mắt, xong nó rớt xuống luôn. Rớt xuống. À. Rồi chắc bị làm ngoài trời nắng á, rồi dạ, xong rồi nhà lợp mái rồi xong rồi mình đi kéo dây điện. À. Đang kéo dây điện nó chóng mặt hoặc nó rớt xuống luôn. Dạ. Rồi mình có hình nghe nói hình như có 5 người con anh hả? Dạ. À, con lớn nhất của anh là bao nhiêu tuổi? Con bé hồi nãy là 18 tuổi đó. À, bé 18 rồi, còn bé tiếp theo ạ? Là 14. À, 14. Rồi bé tiếp theo? 12. À, rồi còn bé một bé nữa, còn hai bé nữa hả? Dạ. À, rồi bé bao nhiêu nữa? Dạ, bé 5 tuổi với bé 4 tháng. À, bé 4 tháng tuổi. Dạ. Trời. Sao anh nhỏ rồi? Tội nghiệp quá hả? Mạnh thường quân tới đây thăm ai cũng được, đốt nhà cũng khóc hết trơn á. Con nói mẹ im giùm cho con, đừng có khóc giùm cho con được không? Dạ. Mẹ cứ giữ bình tĩnh, mẹ cứ nói mẹ mẹ khóc mẹ làm cho con buồn thêm, não lòng thêm nữa. Rồi. Nói thẳng. Dạ. Đã anh ở nhà đã anh đã có buồn chuyện buồn thì mình phải giữ bình tĩnh làm sao để cho con cái nó gượng vậy. Mà mình khóc riết nó làm nó để nó não lòng nên nó buồn. Rồi. Buồn. Dạ. là không có được. Thôi cố gắng lên bác. Dạ. À, thật sự con tới đây thì thấy hoàn cảnh gia đình mình con cũng thấy rất là buồn. Vâng. À, dạ. Rồi giờ chị thì bữa trước thì công việc chính của chị là cái gì anh hả? Dạ, ở nhà đưa rước mấy đứa nhỏ đi học với nhà mấy gia công thêm. Mấy gia công ba cái bao tay đó chú cậu. Dạ. Bao tay mà lao động rồi để màu trắng đó, cái rồi bằng vải đó nó may một trăm cái vậy được có 30.000. À, một ngày may được mấy trăm cái? Coi như là nó may 1.000 cái là không nửa tháng là giao, mà trong khi đó là 500.000 thì người ta ăn hết 50 tiền đầu rồi còn có 450 thôi. À. Rồi kiểu như là nó cũng nuôi chồng rồi phần kiểu rước con rồi bệnh thì không có đến nhà thương được. Yeah. Cái thứ hai nữa cô không có tiền, nếu có tiền thì em nó không có mắc đâu con. À. Nó nói thiệt. Ủa, mới là... phát hiện tim đây mà. À. Vậy là chị Huyền phát bệnh tim. À, phát bệnh tim mới nửa tháng à. Cái ngày mới đi xuống mấy cậu cho tiền kiểu gì phối hợp lại thôi để đưa nó bệnh xuống bệnh viện 115 thì sáng 115 đó là coi như là ở dưới đó, chuẩn bị chuyển viện nó đó xuống dưới đón tiếp nó mà. Rồi sáng 15, sáng bữa 19 bắt đầu là lên cơn, cái tên nhồi riết. Bác sĩ bảo là còn nước còn tát, cái tát tới 10 rưỡi cái tự nhiên cái rồi bác sĩ này cái nọ nói là giờ kêu tên tuổi nó đưa nó về nhà. Đó, mình về nhà thì mới về ta chưa đầy được 10 phút là em tắt thở, nó đi đột ngột vậy đó. Dạ, yeah. Nhồi máu cơ tim. Vâng. Mà, yeah. Rồi vậy là thu nhập chính của mình thì cũng chỉ nhờ vào nghe nói bà ngoại đi bán vé số hả? Dạ xin lỗi, cậu hỏi chị mới cô mới nói. Dạ. Ngày xưa nó chưa có nạn thì cô nó đồng mẹ con đồng lõa giúp đỡ với nhau. Dạ. Nó phụ này cô phụ kia. Dạ. Còn bây giờ coi như một năm mấy nay là cô không, tại vì vợ nó đau. Dạ. Vợ nó đau cứ là nó bị kiểu như là sanh sớm nó cảm lạnh đó. Dạ. Rồi cái thứ nhất cái thứ nhì nữa cái cô gồng ngày có 150-200 vé mà cô đi nhiều khi em lúc cô cũng phập phồng, thằng này nó té vàng nó đâu có ứng được tiền mà để mượn trong công trình nữa nhiều. Dạ. Khi lắm cô bán này cô bán thành phố không mà nhiều khi gặp mấy cái tay đó nó giật vé số á. Dạ. Có khi hả con biết nó giật một tay mà mặt này cô theo nó hả cô té xuống hả đập mặt đập đồ luôn á. Thì giờ á kiểu như hả
cô định là để xong xuôi cho nó quay qua cô đi bán lại, mà con cháu ngoại cô nó không, bà ngoại cứ ở nhà đi, con làm tới tháng con cho bà ngoại rồi ở nhà phụ ba đi, cho em đi học hết rồi không có ai. Vậy là trước là đa số là cái lo để kinh phí trang trải cho gia đình là bà ngoại không hả? Vâng. Rồi anh thì anh bị đi làm công trình vậy đó anh, rồi anh gặp tai nạn rồi bên chủ bên công trình có hỗ trợ gì cho anh không? Chỉ đưa ra tới bệnh viện xong rồi mình trả tiền xe. Rồi khi chủ thầu nó về nó cũng không đá động tới mình, nó về mình chính đích thân về tới nhà rồi điện thoại mà cũng không giống điện cho mình, mà không lên thăm hỏi được một tí là mà kiểu như là mày mày biết của phần mày, tao biết phần tao. Mình tự tự làm thì mình tự chịu. Rồi anh chi phí cho cái đợt mà anh bị nạn đó rồi có nhiều không? Dạ chi phí cái đợt đó là nằm bệnh viện thì cũng có nhiều nhờ một phần bên bảo hiểm nữa, thì chi phí cũng đợt đó đợt vừa rồi là trước trước mà mổ đó là chi phí hết cỡ mười mấy triệu phụ vô cái tiền thêm bên bảo hiểm. Rồi còn về sau này nữa thì đi, bị mấy cái vết lết thì đi nằm thì nó cũng mình cũng chi ra cũng thêm ít nữa. Với kinh phí hoạt động là cũng hết ngoài trăm. Tiền ăn uống trong nhà anh có thể cái xe lao anh đi này là của bên nhà báo mới tài trợ xem ơi, mới tài trợ cái xe này là mới đoan luôn. Bên nhà báo, bên nhà báo nào mới tài trợ ở dưới thành thành phố ở quận nhất. Đó cứ bị cái chân của anh là bị giờ nó teo rồi. Teo là rồi dịnh nhìn cái dạ không sao ạ, nhỏ xíu rồi anh bị liệt, anh nó nằm một chỗ luôn. Trụ cột chính của gia đình trước đây anh là trụ cột chính của gia đình, khi mà chưa gặp nàng thì bây giờ anh lại ngồi một chỗ và không có làm được cái gì. Giờ vợ của anh cũng mất và gánh nặng thì bây giờ bà ngoại đặt lên vai bà ngoại và người con 18, người con gái lớn 18 tuổi của cháu, cháu ngoại. Ủa mấy cháu ạ? Mấy cháu ở trong, mấy cháu ở phía trong hết hả cô hả? Dạ, ở đây còn một cháu, ở đây còn hai cháu là bà nội đưa về trên nhà để cho nó qua cái cơn nguy ngoai này. Xong rồi từ từ rồi bà nội đi xuống lại. Con chụp cái hình của con thằng quay 4 tuổi cho đưa cho cô, cho cô qua cho cô. Ủa vậy là cháu nhỏ nhất đâu, cháu 4 tháng đâu. Đâu rồi cái máy, cái máy đâu rồi? Bà nội giảm đi khám bệnh rồi bọn về ở trên đó cho nó nguôi ngoai. Cái máy đâu rồi? Dạ rồi được. Con bà nội về bọn về là trong đây còn bé lớn với bé cháu ngoại nó. Cháu ngoại của con này với thằng này. Cái mày ơi. Cái này là còn em có nhỏ mà đi học thứ cô đó là học lớp 4. Mà nó cũng bệnh. Ra đi đây. Ra biểu nè. Rồi mấy cháu đang đi học hết à bà? Dạ đang đi học hết. Dạ. Bây giờ các cháu đi học thì cũng chi phí đi học cũng rất là vất vả ha. Dạ. Anh bị tai nạn đó thì bị lâu chưa anh? Tháng 7 nó vừa rồi. Ngày 25 tây. Dạ. Tháng 7. Ngày thương binh liệt sĩ, trước ngày thương binh liệt sĩ có 2 ngày. Khi xuống đưa xuống tới chợ Rẫy là nằm tới ngày chiều ngày 27 tây, 27 tháng 7 mới lên mổ, cái ca mổ là mình mổ trễ mất. Không cứu được hai cái giò nữa. Nó mổ trễ nó xuống cho nó để mình nằm ở bên chợ Rẫy là mất 2 ngày. Chậm quá là người ta kêu là mổ thường thường là mổ từ 4 tiếng tới 6 tiếng là người ta mổ rồi. Cái này nó để hội chẳng lại cái nó mổ là mình trễ mất quá giờ. Nó kêu có giờ có hồi phục lại thì hồi phục cũng chậm lắm. Chắc không phải giống như xưa. Hồi trước thì nếu mà mổ sớm á, thì mình còn hồi phục được 80%. Bây giờ là chỉ hồi phục lại được một nửa của đó thôi.
Đất đai ngoài này là của người ta hết, của chỉ gia đình chỉ còn cái nhà này không thôi. À, dạ. Ngày xưa đó cái nhà không phải về đâu mà nhờ ở ấp á, dạ. chú trưởng ấp chú Dũng á, ông cho vật liệu này kia nọ với lại cho ở hội hộ nghèo á, rồi mình mới lắp đổi vậy mới vậy chứ hồi đó hả nền đất. Dạ. Đây là cháu ngoại nè, cháu phố cô nè, cháu con đây là ông đi. Chào con. Ta là ông. Quá. Đó là của Mạnh Thường Quân. À, vậy là giờ gia đình mình là 1, 2 với 5 người con với một cháu nữa là 6 người với 2 là 8 người. Trong gia đình mình 8 người mà bây giờ trụ cột gia đình thì có bà ngoại với một người con lớn thôi. Dạ. Làm công ty. À, mà nuôi để cho 8 người thì cũng rất là khó khăn ha. Vâng. Dạ. À, kính thưa bà ngoại với kính thưa anh, dạ. Hôm nay thì tụi em thì cũng mới nhận được cái thông tin này từ trên báo chí đó. Dạ. Thì hôm nay tụi em đi công tác qua thì cũng ghé thăm gia đình mình và cũng tới thắp nhang cho chị Huyền, chia buồn với gia đình mình. Và tụi em thì cũng không có cái gì nhiều, dạ. Cũng xin được gửi gia đình mình 10 ký gạo. Dạ. Dạ. 10 ký gạo với một thùng mì để cho gia đình mình dùng trong những ngày sắp tới. Dạ, ai là cũng thành cũng tốt lắm rồi. Dạ. Dạ. À, và 10 ký gạo này thì của cô Thủy ở tại Thủ Đức. Thủ Đức. À, đã gửi cho con, dạ. Và nhờ con đi hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn, dạ. Và thùng mì này và cái số tiền con cũng gửi cho gia đình mình, dạ. Và cho ngoại, dạ. 500.000, dạ. Cái số tiền này thì con trích ra từ cái số tiền của chị Thu Hà, dạ. À, của chị Hà Trần đang sống ở bên Mỹ. À, đã gửi cho Ngô Ân và nhờ Ngô Ân đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, cảm ơn. Dạ. À, một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Hà Trần rất nhiều đã luôn đồng hành cùng Ngô Ân và những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Xin và xin được chúc cho ngoại, dạ. Với anh ở đây thì có thật nhiều sức khỏe, dạ. Để kiếm tiền để nuôi cho các cháu, dạ. Ăn học. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Mì lấy nước thì mai chú uống à. Thôi dạ, à, tụi con có nước rồi, dạ, dạ, dạ. Tụi con xin phép tụi con về nha. Vâng, vâng, dạ, vâng. Dạ, dạ. Con chúc bà với anh sức khỏe, dạ. Nha. Dạ. 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 Cố gắng bớt dạ, dạ. Vui ngoài để trở lại ổn định cuộc sống. Cố gắng nhanh. Chúc, dạ. Các cháu thì cố gắng trong con đường học vấn, dạ. Không? Dạ. 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 Con tập và tập đứng dậy để lấy lại hai cái giỏ cho ông là. Đúng rồi, anh tập và vật lý trị liệu. Tập bây giờ bác sĩ là nó bắt về mình tự ngồi co với dịnh đồ đứng dậy. Ừ, đúng rồi, tập đứng lên đứng xuôi đứng vận động ấy. Vâng, vận động cái chân đứng lên đứng như ngồi xuống. Dạ. Trước mắt anh tập vậy này. Anh co. Dạ, không có co lên được. Bây giờ chỉ ngồi đứng lên dịnh tay đứng lên xong cái rồi ấy lắc mông rồi là lại cho nó dịu lại xong rồi mới ngồi xuống. Dạ. Thôi cố gắng anh nhé. Vâng. Dạ. Con chào bà nhé. Vâng, chào vâng, anh. Vâng. Dạ. Dạ.